Bác à, đang mi đấy. Nói lại dân đông phận đi rồi mà còn ha. Mà cơ sỏi thì nó hả? Mà cơ sỏi thì lộc liên cứ ngọt đấy, ba liên thành bàn rồi nè. Thấy đôi mũ nữa. Lấy một cái thôi nhé. Đây là 1, 2, 4, 5, 6, 7. Có 7 then nhé. Có 7 then. Còn một học trò của then Ngọc đang bị mệt cho nên không làm lễ được. Ở phía ngoài kia là có một bà then lớn tuổi đang ngồi gầy đàn tính hát then ở góc nhà ngoài kia. Đã có cái bẩn lửa không? Biết bẩn lửa tăng nào đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn.
lại quên mất rồi. Lại trước. Nhưng mà bà lấy gì? Hả? Bà lấy gì? Bà lấy gạo trứng thì em bà lấy này. Bà lấy gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con sao thì con cho các con được con bị cháy năm chứ bao bị cháy năm chứ bao là con bị cháy năm chứ bao cho con trong cái bóc cao niên các tư xuân liệt con để tiếp tục là hai chữ vương mà con lương còn ngọt hoa thiên hoa quan thần cho con cho nên thiên tình yêu các bạn là tiêu tan trở về một đi mây đi gió cầu lộc tân lộc cầu tài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Tương sang nhà ta Há bất mặt Ở đâu là chẳng chẳng Nắng cửa bóng lòng Nắng cửa bóng lòng Nắng cửa bóng lòng Nắng cửa bóng lòng Thơ đỏ thơ tương công Bây giờ trông tương lai tiên mình đâu với đất đất tứ phương cũng đâu được đấy tha lộ tận đây ao bằng thì tân ông đục tân ông đây thì tận đây đây chứ cái xin ao đây hoa băng thì đục cười hoa mộng thì đục trường à thầy anh thầy đủ băng tân trang đường hương bàn phải nhà cương bàn mình có phụ cùng cho các năm sự năm tiên à Thương lắm rồi. Các con lên con mỏng giáo lê cho nhà Thương. Đúng rồi hả? Con Thương giáo lê, bà nhà Thương, mỏng lê vâng. Đúng chưa bê lệ của bà này. Thank you.
mà tôi xây em mà tôi xây bao nhiêu vậy đơn đâu ạ bằng nét Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên đây nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lui sang để cho bà ngồi với chứ. Lui sang.
cái chân như tao cái xe cứ có mua xa thế lục chương mà lại đây còn lâu đây lục chương em lại phải vào được mà anh ra được mà anh ra được mà bác có chi hảo cân về đây mà để chi hảo cân về đây bác hảo cân của mấy này cái thứ hai này đấy lại thay đấy thần gốc ấy à thần gốc ấy à tốt nếu ông mà thì cũng biết của mình là cái này chứ không mình biết cho mình của mình bác sao đây lấy hai đống quần áo ra đốt nông mà tân trên quần áo vàng ra đốt nông mà tân trên như là hai đống quần áo kia đốt xong là ngủ hết cầu thì đốt nha lấy nhiều nhiều mà đấy này mấy cô hai đống mà tướng cho lộc đấy nhỉ? Chị có vào xin nhiều lục trưởng lắm nhỉ? 80 mang đến cà phê được không? Thế là Thiên Ngọc có khoảng 100 con gì gọi là con gì? Con nuôi. Đây là con nuôi của nhà thầy. À con nuôi của nhà thầy ấy. Từng tốt vào luôn. Con nuôi ở nhà tướng để nhà tướng cai quản cho vâng. Oh.
xe á, bạn cáo á, cái món quà về ăn ai? Đá lạnh, lạnh chứ lạnh, lạnh lạnh lạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường núi cao trường sơn đã mòn mà đôi gót vương vàng. Bao được mà, mấy ngày được mà, mấy ngày được mà.
Thank you.
Thank you.
còn đi đâu. Hey, 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 hey